quá xuất sắc, quá xuất sắc. Và đó là hai ngày mà làm quá đẹp. À, dàn thợ quá giỏi. Chỉ có 2 ngày thôi, 3 ngày quốc móng, xây hầm ga và lên tường và đổ đà. Đây là cái cổng trước nhà ra vô. Này đang hoàn thiện ở phía trước, bên trong đang đóng trần và đấu đèn, đấu điện, đang đưa dây ống gen dấu cách điện. Dạ. Đang đấu điện nha các bạn. Là các loại ống gen đã đưa vô trong hệ thống đèn chiếu sáng trong ngôi nhà chúng ta. Và nhớ mua cầu dao để phòng bệnh trước khi vô sử dụng nha. Cầu dao chống giật, cầu dao chống sét để cho bảo vệ cái đường điện nhà mình. Và nhớ rằng là đường điện ở phía trước đi riêng biệt với đường điện đi chung nhà phải có cầu dao, để khi hệ thống chúng ta không bị chập từ sân vườn cho đến cổng. Cầu dao trong nhà, cầu dao sân vườn, cầu dao cổng. Nhớ nha các bạn, vì ở phía ngoài này nè, điện dễ bị chập do mưa nắng, ảnh hưởng chập nguồn âm và dương. Mặc dù có ống gen nha, mặc dù có ống gen. Đó. Cho nên chúng ta là cẩn thận đề phòng rủi ro những lúc thiên tai mưa gió và mưa bão do lâu ngày bị độ ẩm thấp, bị ảnh hưởng thẩm thấu vào đường ống gen của chúng ta thì dây điện của chúng ta nó sẽ bị chập, nhớ chưa? Rồi sao rồi? Rồi rồi rớt 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 sập vàng. Ô sập vàng không nói ư? À vừa khen xong. Vừa mới khen xong sập vàng luôn rồi. À cái này trời ơi tôi nói trời. Ông có to đâu mà ông đứng sập vàng luôn nha. Ông này ông xây nhanh quá, gạch chết nhanh quá. Cho một like, cho một like. Thôi một like. Cái này là chịu view rồi. Từ từ thôi, cứ từ từ bình tĩnh thôi. Đằng nào cũng 3 ngày làm vô là ok rồi. À, thợ giỏi mà, ta nói thợ giỏi thì nó đây phét hãng. À thợ giỏi chắc hãng là giọng nội. À thấy chưa? Tội chưa, tội chưa, ta nói làm công nhân xây dựng nó khổ lắm, chỉ sơ suốt ta nói là rủi ro liền. Ta nói cái này là khi xong nhà hoàn thiện nó phải nhà chủ gia phải mấy cái bao lì xì. Mấy cái bao lì xì cho mấy ông xây dựng này nè. Ta không công trình đi làm gì miếng cơm manh áo, ta nói phải xa phương phải lập nghiệp. Đó. Nhiều khi ta đây làm tốt như gì là xây cái mặt hồ đẹp như gì mà không biết chủ gia mai mốt có lì xì không nữa. À ông chủ gia nhìn ra nè, cái này là thẩm định trước lúc vô áo nè, coi cái mặt hồ đã biết là cái tay nghề người ta là lâu năm hay không là biết liền. Thợ giỏi hay không là nhìn cái mặt hồ này nè mấy ông nội ơi. Mấy ông nội cứ bảo là em xây lâu năm rồi. Em xây lâu năm rồi. Ở xây cái gì, bao nhiêu năm kinh nghiệm? 20 năm xây gì? Xây chuồng heo. Ủa mới xây chuồng heo mà đi xây kinh nghiệm. Ra là xin nhìn cái mặt gạch này nè. Mấy ông nội nhìn giùm tôi cái coi. Nhìn nó thẳng tưng đi nè. Đây nè, thấy chưa? Nhìn cái mặt hồ nè. Cái hồ này người ta trộn nó cũng theo tiêu chuẩn nè mấy ông nội. Nó chắc là ta đã 3 ngày ta nói sờ tay đây mà đứt tay luôn chứ đừng ơi. Do sao biết không? Mặt hồ cát xịn, hồ trộn đúng. Đó. Hồ trộn đúng. Chứ nhìn cái mặt hồ nè, cái mặt vữa nè, nhìn gạch là người ta đi nè. Cái này mấy ông này mà xây những cái nơi mà gọi là du lịch á, đá mà gọi là gạch không tô á là cho mấy ông này đi làm hết. Gọi là mấy cái gạch mà cao cấp á nha. Gọi là xây không tô á là đưa mấy ông này là tuyển mấy ông này là vô là chọn là siêu đỉnh luôn. Nhưng mà kinh nghiệm lâu năm về không cần căng dây xây có thẳng ông anh thợ cả. À không dám nói hả? Vậy là không tự tin. Mặc dù là xây rất là lâu năm kinh nghiệm mà đẹp rồi nhưng vẫn chưa tự tin là có thẳng hay không. À. Nếu mà xây cong quá chủ nhà đâu biết mình lấy cái hồ mình tô nó thẳng lại cũng được mà đúng không? Mình chắp được mà.
Nhưng mà chủ ơi, nhưng mà yên tâm là chiều khi chủ nhà đó nó sáng đi làm tối về đâu thấy đâu. Ừ. Tối đâu thấy đâu, rồi mình cứ đắp lên thôi. Đó là cứ yên tâm các bạn, nếu mà tường có méo là rồi cả hồ các bạn cứ đắp thẳng lên, chủ gia không biết gì đâu. Là các bạn này nhìn nhìn cái cây cột người ta đi nè, xây cái cột nè. Tôi nói nhiều cái ông mắt so le mà xây lâu năm mà tôi nói có người cái cổng người ta đi đặt xong rồi, khuôn nó đúng rồi. Cái lúc ráp cái cổng vô tự nhiên ở trên nó nhỏ dưới nó to, cái nó vân cái cửa ra, xong bắt đầu vạc gạch. Có người ốp đá sẵn luôn, có người ốp đá sẵn luôn. Mắt bộ lật nó bị ăn mà, tao nói nó méo nghiêng qua đời dưới đây làm. Ví dụ phẳng, nó cách nhau có một phân thôi. Tao nói cái cửa xong rồi bắt đầu là lỡ làm rồi. Nó nghiêng cái cột xong bắt đầu vạc cái gạch đi, cưa, trời ơi nó xấu. Tao nói mấy ông thợ đó cho về giường hết. Thợ cho về giường. Cái đồng hồ cái mặt hồ người ta xây nè, nhìn cái sợi chỉ nè thẳng tưng, mà bây giờ muốn biết thẳng hay không á, nhìn cái hai cái đường này song song với cái cổng với cái cửa nhà mình kìa. Ví dụ như nè đó, nhớ không, cái thành cửa, cái cửa chính, và chúng ta lấy cái điện thoại lên, chúng ta coi bằng mắt không có được đâu, lấy điện thoại chúng ta cân mày nè, xoay cái điện thoại nè, nhìn thấy không, đó là nó thẳng. Nếu như mà cái cửa kia, một trong cái cửa mà mình thấy nó không đều với cái góc này với cái ở trên, thì là chúng ta biết một cột hay là cửa so le. Đó nè đó, thẳng đều nè, đó thấy chưa. Cái gì ta nói cái kinh nghiệm nó cũng là quan trọng đấy nha, chứ đừng có nói là có mắt mình nhìn đâu có thấy được đâu. Nè bên này cả nè đó, thấy không, nhìn cái rãnh cửa, cái khe, cái mặt hạ dựng của nó nè đó thấy chưa. Nhìn cái ông áo thun là thấy cái bả lưng là đó đi ra nè, đó thấy chưa. Nếu như mà mình cầm cái điện thoại mà mình xem mà nó méo là dễ biết nhất, còn mắt mình không giờ nhìn thấy được đâu. Rồi bây giờ mình canh cái cửa trên kìa, coi cái cửa kìa, là có độ thẳng không, đó thấy chưa, thẳng tưng. Bây giờ ta nói có mấy ba cái laser gì nó cũng chuẩn lợi hơn là mấy ông thợ ngày xưa. Ta bao nhiêu năm kinh nghiệm, mắt tóc ta nhìn chuẩn lắm, bao nhiêu phân ta biết liền.